Hello cả nhà. Mình đang làm vệ sinh cho chuồng chuồng cúm, chuồng chó. Lau. Em lau sạch sẽ này. Nó sạch sẽ này. Đó, chỗ ngủ đó, chỗ ngủ của các con nè, thấy là sạch sẽ không? Cái này làm, cái này là đang tới ngày đó, tới tháng á, sợ thả chung quá cái mẹ con nhảy nhau sinh con nó không tốt, có mình để riêng được cái nhà. Rồi là buổi sáng rửa một lần, buổi trưa rửa một lần, buổi chiều rửa một lần, khi ngủ rửa một lần nha cả nhà. Tại vì những cái chuồng ở nhà thì những cái chuồng thì mình phải cho sạch sẽ, gắn máy lạnh cho đàng hoàng. Cả nhà thấy không? Đây, phải có máy lạnh mới được nha cả nhà. Đó, giống mình vậy thôi, nóng thì chịu không nổi, còn khăn là phải chùi bằng khăn đàng hoàng chứ không có lấy mà được dễ dơ mà chùi. Còn khăn có cái bình nè cả nhà thấy nè, không phải xạo nha. Đây, khăn của con các bé nè cả nhà thấy không? Nó giặt riêng, có cái máy giặt riêng. Cái này dơ. Nó cái nhà thấy không? Có máy giặt riêng hả? Một cái máy giặt của mình, một cái giặt của các cúm. Cái gì con? Này còn em dưới nè. Nó la con sủa gì vậy? Chào các cô chú đi. Sonic. Ê con có tiểu nữa nha. Khoa đánh con đó nha. Nghe, ngồi liền nha. Ừ, sao? Sao trả lời đi. Muốn lên không? Không lên lên lầu, không lên lầu. Nè con lên lầu đi, lên lầu đi. Lên lầu được nè, này nhảy lên lầu được luôn nè. Lên đi, lên lầu đi. Rồi thôi thôi con ra đi. Nè đi con. Đó, là sạch sẽ rồi đó. Rồi chuẩn bị. Cái nhà nhớ đăng ký kênh YouTube của Khánh Bình nha cái nhà. Đăng ký YouTube Khánh Bình mới giờ bà kiếm tiền được cái YouTube Khánh Bình giao lưu á, còn Khánh Bình official thì kênh nhạc đấy đăng ký rất là nhiều rồi. Chúc tất cả các vị buổi tối thật là vui hạnh phúc nha quý vị. Gái nằm nè, gái Lucy nè, gái Lucy á, gái đây con, gái chơi đây con. Đi, trên này chỗ trên này nè, con nằm đi, con nằm đi, quay cho mấy cô coi nè con. Đây là coffee nè, coffee nè, đó, coffee đó. Cái này là Sonic nè, đây là Sonic. Sonic với Bella. Trà Vinh nữa, Trà Vinh bên kia nè. Rộng rãi. Sạch sẽ thơm tho. Cái gì? Con lá gì? Con lá gì? Coffee, con làm việc đó Coffee. Coffee ơi, nghe đi biểu con. Coffee nghe cho biểu. Nghe cho biểu Coffee, nghe lên. Con ăn đi, ăn nó đi, cháu không kêu đâu. Ăn đi con, ăn đi. Để cho làm mắt nè. Để cho làm mắt thôi, cô đừng có nhảy tăng tăng coi. Làm mắt con à. Coffee, ra đây cho lau. Để cho làm, ra đây con, nhanh lên. Coffee. Xích ga, cho lau mới được. Con nằm. Ok, để cho làm mắt cho nè. Con đưa mắt bên kia. Mắt bên đây nè. Qua bên đây, mắt bên đây. Gì từ từ. Lau cho anh coffee cái đã. Đó, bên đâu lau gàn nha. Lau gàn cho em. Cha thương con. Thương con nhất trên đời nè. Lucy, để cho lau nước. Giờ lại cho lau mắt cho con nè. Con gái, quay qua đây. Cho làm mắt bên đây nữa, bên đây đó, con gái, gái yêu, đẹp gái không? Rồi xong, cô gái này cần anh nè, cần anh sao đâu, cần anh lắm á. Con ở dưới đây phải không? Ra lên lầu nha.
lên lầu. Trời, tao hù rồi, xin lỗi. Lên lầu theo. Chào mấy em. Chào mấy em ngủ á. Chào em ngủ á. Con con heo nè. Chào mấy em ngủ á. Nó lên quầy của tôi nè. Nhà sạch sẽ quá nha, tại vì ngủ á, có khi nhảy lên đây ngủ. Đó, ngủ với mình luôn, lên xuống vậy đó. Thành ra không có dơ. Cái mình sạch sẽ lắm. Kiếm cái gì nè. Hai con kiếm cái gì? Con gái, gái yêu. Gái yêu ơi, nhảy xuống. Đây này con Sanit Bella bên kia. Vào này nghe, vào này nghe. Gương ta nghe. Bắt ăn vào này. Cũng vậy nè. Đang ăn mà. Ăn cơm Thủ Đức nè. Ngủ đi, nằm xuống ngủ con. Nằm xuống ngủ. Bella, nằm xuống đi. Nhắm mắt lại ngủ. Nhắm lại ngủ đi con. Ngủ gì kỳ vậy? Ngủ gì kỳ con? Giấc mệt rồi hả? Để cho sửa lại cho nè. Để sửa lại, ok. Lạnh nè. Con lên đây nằm không? Lên giường nằm không? Ok, giật cái mền này. Ok. Ngủ ghế tường không?